Ngày hôm nay thầy giáo đã đưa ra một câu hỏi cho cả lớp, đó chính là lớn lên các em sẽ mơ được làm nghề gì. Và các bạn đã cười rất nhiều khi nghe được ước mơ của mình là muốn được làm siêu nhân. Tuy nhiên Rô lại không nghĩ điều đó là hoang đường, nên Rô đã quyết định giúp Vịt chế tạo ra một bộ giáp siêu anh hùng có tên là Siêu Nhân Vịt. Và Rô đã thành công trong việc chế tạo. Và phi vụ đầu tiên của Vịt đó chính là giải cứu nhà của Simmy và Kyron. Và diễn biến ở bên trong như thế nào thì anh em hãy xem hết video để biết nha. Nếu các bạn đã lỡ ghé qua video này rồi thì các bạn đừng ngần ngại để lại một like, một share và share như một comment trên kênh YouTube của Xin Lỗi Official, bởi vì đó là miễn phí nha các bạn ơi. Các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui và giải trí trong những lần học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào, và đây chỉ là game nên các bạn đừng bắt chước theo nha. Và bây giờ chúc các bạn có video vui vẻ. Được rồi tất cả các em, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết học. Nhưng trước khi vào tiết học thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các em. Đó chính là ước mơ của các em khi lớn lên thì các em muốn trở thành làm nghề gì? Được rồi, mời em Siro, ước mơ của em sau này là gì? Ước mơ của em hả? Dạ thưa thầy, em sau này em lớn lên em muốn được trở thành một phi hành gia được bay ra ngoài vũ trụ. Ước mơ của em khá lắm đó, cố gắng phát huy nha. Dạ. Mời em Simmy, ước mơ của em là gì? Dạ thưa thầy, lớn lên em muốn trở thành chủ shop đồ chơi cu tay. Một ước mơ cũng rất là dễ thương. À, còn em Mr. Dịch, ước mơ của em sau này là gì hả? Dạ, ước mơ của em ạ. Ước mơ của em là sau này em muốn làm siêu nhân. Ước mơ của em. Tôi xin lỗi các em. Em biết là Dịch à, em đúng là có một cái khiếu hài hước đó, nhưng mà chúng ta phải ước mơ cái gì đó thực tế thôi. Thôi được rồi các em ơi, bây giờ tôi chỉ hỏi vui thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với lớp học thôi nào. Buổi học của chúng ta là khoan đã nè, em biết là Dịch, xem không học đồng phục hả? Bởi vì là nhà em nghèo nên là má em không có nhiều tiền, em phải để dành tiền để làm ra bộ giáp cho siêu nhân. Em đúng là có một cái ý chí động lực rất là lớn đó, tôi rất là cảm kích em. Nhưng mà bây giờ em không mặc đồng phục, đi ra ngoài đứng cho tôi, nhanh lên. Rồi xong luôn, Dịch bị phạt rồi, xong luôn. Không sao Dịch, xíu ra chơi tôi đi chơi với bạn Dịch. Rồi xong luôn. Trời ơi, kết thúc tiết học rồi anh em ơi, mệt thấy sợ luôn vậy á. Ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Shido Official, và là tôi từ sau đây. Ok anh em ạ, và hiện tại là tôi vừa mới hút tiết học rồi, tiết học kéo dài, muốn chết luôn anh em. 45 phút, mà tưởng chừng đâu là 45 năm, nó dài dã man quá, mà anh sao, 45 năm của chúng ta đã kết thúc rồi. Ê, Shimei ơi. Hello. Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Cái Ủa gì anh kêu bạn học nữa mấy ba, ra ngoài chơi nè, đi. Trời ơi, ra chơi gì đang, ta đang ngồi học văn cái thứ rồi. Ủa gì bạn, việc học là mình để trong giờ học, bạn còn ra chơi mới thư giãn, các bạn chưa nghe cái câu gọi là hả gì? Trời ơi, không phải học đâu, đang đọc truyện Conan nè. Trời ơi, không phải đọc truyện hả? Trời ơi, đất ơi. Tặng cho mày công nhân sống luôn á, cay. Anh đừng tặng cho em công ngôn, trăm trăm ngôn sống luôn á, mà em làm gì anh thất vọng gì em mà thôi, đi ra ngoài chơi nè. Trời ơi, đi quá. Đây, trời ra chơi, mà đi ra ngoài chơi thì hơi... Mấy đứa đi chơi đi, mấy đứa đi chơi đi, xem nè. Ok, có cái một câu nữa xíu ơi, đây, lên đây nói chuyện cây nè. Hay vậy cây. Hả? Không buồn hả? Trời ơi, tôi buồn gì đâu, hôm nay tôi rảnh ra tôi ngồi một chỗ ấy mà. Thôi chứ, hồi nãy thấy cháu Nguyên đâu ai tin ông đâu, người ta cười quá trời. Ông, tôi không tin ông, không buồn đâu. Trời ơi, tin thì ông tin hay không thì cũng vậy à, từ nhỏ rồi á. Tôi nói đến ba má tôi ở nhà còn không tin tôi nữa. Tôi nói là chắc chắn một ngày tôi sẽ trở thành siêu nhân. Mà không có ai tin tôi hết, mỗi khi tôi chia sẻ cái tâm sự này với ai, ai anh cười tôi hết luôn. Mà hôm nay rõ ràng thầy giáo hỏi gì tôi mới trả lời chứ, mà không hiểu sao lại cười tôi nữa, mà thầy cũng cười luôn, thì ghê luôn á. Hay giờ tôi nói ông cái điều này nè, giờ tôi mà nói tôi chế tạo được bộ giáp siêu nhân cho ông á, ông tin tôi không? Ông chế tạo bộ giáp siêu nhân luôn ấy hả? Đúng rồi, tên không? Chắc là tôi tin á. Tôi biết mà, tôi biết ông không tin. Ấy, vậy tin, vậy tin hả? Trời ơi, chứ bây giờ tôi nói tôi tin hay là tôi nói tôi không tin thì khác gì nhau đâu. Giờ bây giờ cuộc sống của tôi vậy, nói ai không tin mình hết nên là thôi, ai nói gì thì cũng chịu à, chứ còn mình nói thiệt người ta không tin mình nữa. Tôi nói thiệt, tôi chế tạo bộ giáo siêu nhân cho ông chịu không?
Ông chế tạo bộ giáp siêu nhân cho tôi. Ừ, tôi nói thiệt, tôi nói chế tạo được rồi, tôi chế tạo được. Ê, ông có đùa tôi không kìa? Từ đó đến giờ chưa có một ai nói với tôi là dám chế tạo bộ giáp siêu nhân luôn á. Hay là ông xem phim nhiều quá rồi? Ông biết không, tôi sẽ kể cho một bí mật. Thật ra từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu rồi. Nhưng mà không có ai tin tôi hết á. Thích nghiên cứu? Ủa, ông nghiên cứu mấy cái gì vậy? Tôi hả, tôi nghiên cứu mấy cái kiểu công trình chế tạo đồ á. Tôi đã chế tạo được một công trình khá là lớn. Ông biết là công trình gì không? Công trình gì? Công trình tả em bé. What the hell? Công trình tả... Tào lao rồi ông, chế tạo gì vậy? Ông nói vậy tôi mất niềm tin vô ông á. Không, nhưng mà tôi nói thiệt, bây giờ tôi tạo cái bộ giáp siêu nhân cho ông thì ông phải hứa với tôi một điều. Hả? Trời ơi, hứa gì vậy? Ông nói nghe coi. Ông không được cho người ta biết ông là siêu nhân. Thôi, ôi tính là làm siêu nhân bây giờ mình khỏe khoắn lên, ai cũng biết đến mình mà bây giờ không cho ai người ta biết về mình hết sao chơi. Bây giờ tôi nói ông nha, bây giờ ông thành siêu nhân đúng không? Mà ai cũng biết ông là siêu nhân, ông có sức mạnh cái. Người ta lấy mất bộ giáp của tôi sao, người ta cứ lấy ông vô làm thí nghiệm mà sao, đúng không? Ờ ha, tính ra là siêu nhân là phải giấu mặt không thì phiền lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ tôi hứa với ông luôn à, nếu mà ông chế được cho tôi bộ giáp siêu nhân á, tôi hứa tôi sẽ giữ bí mật luôn, không cho ai biết mình là siêu nhân hết luôn. Hứa. Ok, thế thì tôi cũng hứa với ông luôn, 3 ngày sau có giáp cho ông. Trời ơi, ghê dữ vậy. Ôi, tính ra đây là lần đầu tiên trong đời cuộc đời tôi có người tin tôi là sẽ làm được siêu nhân luôn á, mày còn giúp tôi nữa chứ. Ê, cảm ơn ông nhiều nghe. Trời ơi, giờ cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có người tin tôi chế tạo được giáp siêu nhân luôn á. Cảm ơn ông nhiều nha. Thế gì thôi, sai ra. Ok, đi, được làm siêu nhân là mừng rồi. Rồi, ok, tí thì ok, ông về ông chế xong bộ giáp ông đưa tôi nghe. Ông giờ vô học nè. Ai đứa kia vô học kìa, trời ơi, ngồi ăn hoài, vô học. Ê ơi, ta đi ngồi bồn cầu, ta nói chuyện quá trời. Đi vô học, đi lên, đi vô học, đi vô học, đi vô học. Ông ơi, biết rồi. Mặt sườn. Các bạn ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong rồi. Sau bao nhiêu ngày tháng năm, ngày nhớ, tháng nhớ, năm thương gì gì đó, nói chung là cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa với Mr. Dịch rồi anh em ơi. Tôi chế tạo cái bộ giáp cho Dịch cô nè. Trời ơi anh em, thấy anh em nhìn nè, đường nét sắc sảo đó, thấy chưa, trăm năm trong cõi người ta, hoa thua đi thêm thắm liễu hòn kém xanh đó. Đây là bộ giáp đầu tiên, đầu tay của tôi chế tạo được ở trong cuộc đời của mình các bạn ơi. Tôi đi nói với Dịch liền các bạn ơi, tôi đi nói với Dịch liền. Đây sẽ là giây phút lịch sử của tôi với ông Dịch ơi. Dịch chào đó, tôi qua liền đây. Dịch ơi, ôi, Dịch ơi, Dịch ơi, Dịch. Bạn ơi, đời mình còn dài, cuộc sống còn vui và còn tươi đẹp lắm. Từ từ nói bạn ơi, đừng làm những điều dại dột bạn nhé. Ê, ông nhìn cái mặt tôi trông giống là sắp nhảy xuống với ông lắm hả? Ông nhìn coi đây ban công tầng 2, đây phòng tôi ban. Ủa cái này cái ban công không có lan can gì nguy hiểm đấy ông nội, đi đừng ngồi hang xuống đây. Quay từ từ bình tĩnh coi, người ta đang luyện thân, tôi chuẩn bị đi thi Việt Nam Idol nè. Trời ơi, xuống ai, mở cửa coi. Qua nè, trời ơi, gọi cái gì dữ vậy? Bây giờ đây, ông biết gì không, sau bao nhiêu năm cuộc đời của tôi, bây giờ tôi chợt phát hiện ra một điều rất là thú vị, vô cùng thú vị và bí diệu luôn á Dịch. Trời ơi, điều gì vậy, nói tôi nghe coi. Chính là cái nhà của ông kìa, ông để cửa sổ vô á tầng 2 mà không có gì trong đó trơn vậy. Nhà kìa. Cái mục đích của cái cửa sổ nó sinh ra để làm gì vậy ông Dịch? Trời ơi, ông nhiều chuyện quá, ông cứ tập trung vô cái cửa sổ chứ, ông tập trung vô tôi nè. Trời ơi, tính ra ông biết ông mấy ngày hôm nay từ cái vụ mà ông bảo tôi là ông biết chế tạo á, tôi ngủ tôi hóng quá trời đất luôn, tôi hóng mà quên ăn quên ngủ luôn. Trời ông nhìn tôi đẹp mấy nay làm như tôi ngủ ngon ăn nghi, ông nhìn tôi thấy không, cái bộ đồ tôi mặc 3 ngày tôi chưa tắm rồi là trời thú gình luôn nè ông. Hóa ra ông bận làm việc, ông không có thời gian đi tắm mà tôi tưởng ông ở giờ. Tôi bận làm gì, tôi chế tạo giáp trong cổ gàng, người quá gàng mình chế tạo giáp cho người ta mà nhưng mà bây giờ đi về. Không cho giáp ở đâu đi về. Mình tin. Cái gì cũng có thể giải quyết được bây giờ ấy. Bây giờ nói chung là vẻ bề ngoài không quan trọng đâu, bây giờ quan trọng là bộ giáp của tôi đâu nè. Ông nhớ tôi mấy hôm rồi. Đúng rồi, qua đây. Ông đi theo tôi, nhanh lên. Trời ơi, đảm bảo Dịch sẽ vui hết sức luôn anh em ơi. Trời ơi, đi qua đây với tôi. Đây, tôi xin giới thiệu với ông, sau này đây sẽ là căn cứ ông. Ai qua đó gì vòng nằm bên đó toilet.
Từ phòng ông bên này. Bên đây, đây sau này cái chỗ này sẽ là căn cứ của chúng ta. Đó, hay giờ. Cái bên này thì cũng khác gì cái toilet đâu. Trời ông từ, cái bên đây là cái toilet nhưng mà cái này là toilet thượng đẳng không hiểu không? Ông nhìn nè. Lần đầu tiên tôi thấy có một cái nhà có cái toilet sâu như này luôn. Cái đây là cái phòng nghiên cứu của tôi ông nội, vô đây, nhìn nè. Wow, một bộ đồ siêu nhân màu vàng ngoài đời thật. Oh my god. Đúng rồi. Nhìn nó đẹp dữ luôn. Tôi sẽ giới thiệu cho ông biết như thế này. Cái bộ đồ này là một bộ đồ siêu nhiên. Tôi phải nghiên cứu 3 ngày 3 đêm không ngủ không ăn không muốn. Tôi chế tạo cái bộ giáp này đó. Cái bộ giáp này có một chức năng cực kỳ vô cùng bá đạo luôn. Nó chỉ là có thể hấp thụ được những cái kỹ năng thiên nhiên nguyên tố của đất mẹ. Nó có thể làm được tất cả mọi thứ miễn là ông có cái tài học hỏi và ông siêng năng, ông hiểu không? Sao nghe tôi nghe ông quảng cáo quá, tôi thấy giống mấy ông ở trên mà ba đời nhà tôi trị xương khớp á ta. Tào lao, người ta ba đời trị xương khớp nhưng còn tôi là ba đời biến ông thành siêu nhân. Bây giờ ông có mặt không? Wow. Giờ mặt thử không? Thôi thế ông đã từng biến ai thành siêu nhân chưa? Ông kể nghe tôi nghe coi. Tôi hả? Tôi đã từng biến một người thành siêu nhân rồi. Bí sao kể nghe coi, tôi xem này. Biết ông phải cho tôi một cái động lực để tôi có thể mặc cái bộ giáp này chứ giờ. Không lẽ ông lôi tôi làm chụp ảnh thí nghiệm, tôi sợ lắm chứ. Là tôi biến ông thành siêu nhân đó. À nhưng mà ông phải kể cho tôi nghe xem là nếu như mà tôi mặc cái bộ giáp này thì mất bao lâu thì tôi sẽ biến thành siêu nhân. Ông mặc vô cái là ông có sức mạnh rồi. Nhưng mà nè, để tôi nói cho ông nghe nha. Cái sức mạnh này á là ông phải học hỏi từng ngày. Đây là bộ giáp rất là bá đạo, nó phải học hỏi được tất cả những sức mạnh trên thế giới. Nhưng mà phải học hỏi. Ông phải đi tìm tòi. Ông phải nghiên cứu rồi, không? Ông là người luôn chuyên gia chế tạo đồ phết rồi. Đồ phết gì? Bây giờ ông có mặc vô thử không? Không, tôi đi hủy á. Hủy cái gì mà hủy? Bởi vì tính năng ngày xưa tôi coi siêu nhân, tôi thấy người ta mặc vô cái là biết quấn lại quấn nhau liền, đâu phải học cái gì đâu. Ôi, từ chứ ông giờ ông biết rõ không? Tôi biết, trời ơi, rõ con dịch là ông biết tôi chỉ này. Sao? Trời ơi, kỳ ông nội dỗ ông, người ta nhìn tao quánh ông bầm đầu rồi. Bây giờ mặc vô trước đi rồi những cái khác tính sao. Rồi bây giờ lên thai đi. Đó, đúng đây, rồi. Đây, ôi, trời ơi, bộ này tính ra là tôi tin tưởng ông lắm, tôi giao niềm tin là cho ông. Giờ tôi làm thử ông nhìn nè. Thay đi. Đó, đúng rồi, mặc vô. Mặc vô, dễ mặc mà, bây giờ ông kéo cái dây ở giữa ra, xong rồi mặc vô, chồng hai cái chân, chồng cái tay vô, chồng cái đầu, xong. Rất dễ, mặc cái dịch. Mặc cái gì? Thì mặc cái bộ đồ siêu nhân đó. Mặc bộ đồ siêu nhân, mặc là mặc cái gì? Là mặc bộ đồ siêu nhân. Bây giờ ông muốn đứng đấy, ông muốn ngắm cái body của tôi, ông muốn ngắm hai thằng ngắm nhau thay đồ thiệt luôn à? Thiệt luôn. Tôi quên, dù sao đây cũng là thay đồ mà anh em, thôi tôi sẽ quên lắm bạn phải nè. Rồi hai ơi. Trời ơi, tôi xong rồi nè rồi. Ôi ông cưới, ủa cái gì nhanh vậy ông nội? Wow. Nhanh lắm, trời ơi, tôi mặc cái phát một là xong rồi, tính là ở nhà tôi đồ tôi mặc nó không đẹp được như này luôn á. Trời ơi, ông thấy chưa? Bộ này ông mặc thấy thoải mái không? Trời ơi, bộ này mặc thoải mái quá trời đất luôn, bởi vì mặc trông nó như kiểu không mặc cái đâu. Cái sao không mặc? Tôi mới phát hiện ra cái này nó vui lắm nha. Cái quần này, cái quần đen đen nó mặc cái quần bên ngoài, quần nhà vàng sao vậy? Thì siêu nhân nó luôn như vậy mà. Ông chưa nghe nói Superman cũng mặc cái quần màu đỏ, bên ngoài quần màu xanh đó. Nhưng mà cái này nó mặc ra ngoài người ta có cười vì mình mặc hơi kỳ kỳ không? Không, ông là siêu nhân mà ai cười ông đi cứu mọi người mà đúng không? Đúng rồi, mà tính ra siêu nhân là phải khác biệt đúng không? Người ta mặc cái quần nhỏ bên trong cái quần lớn, còn mình là siêu nhân, mình khác người, mình phải mặc quần nhỏ ngoài quần lớn. Đúng rồi, hợp lý luôn. Nhưng mà tôi thấy ông mặc thiếu da, ông mặc thiếu cái cánh rồi kìa. Mặc thiếu cái cánh là từ cái bộ này nó cài chỗ nào ta? Ông thiếu cái cánh rồi. Đây rồi, tôi tìm được cái cánh này rồi. Trời ơi, bộ này có cả cánh luôn, xịn giống như kiểu mấy chị chơi cosplay á. Đúng rồi, đây, bay thử này. Cái này bay được luôn à, thiếu vậy? Thiệt, lên đây. Trời, đúng lắm rồi, quá trời. Tôi hồi quá rồi, tính là từ 7 giờ chưa tôi được làm siêu nhân luôn đó đâu. Trời, yên tâm, ông mà hợp tác với tôi là đảm bảo là cả hai cùng có lợi. Đi ra đây. Đây. Là trong cái toilet nhà ông kỳ diệu thật ghê luôn á. Thì vậy mà. Cái toilet mà móc được cái bộ đồ hay ghê. Rồi, bây giờ nè, tôi chỉ nè, ông niệm thần chú là bay. Là ông phải bay lên được. Ủa? Cái thằng chú gì mà nãy tôi nghe ông đọc gì mà OBD. Không, thằng chú này cho có lệ thôi, cho nó ngầu thôi, không? Chứ thật ra là ông chỉ cần gọi là bóp tay thật chặt, còn cái đích thích cơm ông là ông bay được à. Cái cánh nó đập là bay được. Vậy luôn. Đúng rồi, bay thử đi. Bia tôi chỉ cần tôi nhúng một cái là nó tự bay lên luôn đúng không? Đúng rồi, thử đi. Rồi, bia tôi sẽ thử tao đây ông nè. Ui, xin bà là, OBD ông này. Yeah. Wow. Ông bay được một cái nhá thôi. Biết đập cánh đâu. Bay từ từ thôi, biết đập cánh đâu ông nội. Bay từ từ thôi. Trời ơi, Bay chậm chậm thôi. Ông bay đập cánh được. Rồi, sao?
không luôn. Đau đầu quá trời, đau đầu tôi luôn rồi, cảnh cái gì vậy? Đau đầu gì mà đau đầu, ông bị cái thói quen cái lúc mà ông chưa mặc giáp mà cái giáp này nó chống sốc cho ông mà chỉ có là đừng có là ông đừng có đâm đầu nhiều quá, từ giáp của tôi này. What? Ờ trời ơi, cái bộ giáp này dành cho siêu nhân mà bây giờ đâm đầu cũng đắt rồi, ông đã sợ rồi, mai mốt người ta đấm nhau được có giật được. Trời, hư ở đây không có nghĩa là nó bị mớp, ông hiểu không? Hư ở đây có nghĩa là nó mất thẩm mỹ, ông đâm hoài nó bị chày, nó bị xước rồi sao? Trời ơi, bị chày, bị xước, tôi mang đi dục. Cây, giáp siêu nhân mà ông dục làm như dục rác thải với ông nội. Trời ơi, chứ bây giờ ông có nguyên một cái xưởng chế tạo rồi còn sợ gì nữa. Thôi, nó đùa ơi, bây giờ tôi sẽ giữ tiền nó của. Mà bây giờ nha, mình có bộ đồ siêu nhân rồi nè, mình biết bay luôn như siêu nhân rồi nè, bây giờ mình còn thiếu gì ta? Siêu mình... nhân là phải diệt quái vật, hay ông làm quái vật cho tôi đấm được không? What? Ông rảnh quá. Bây giờ nè, mình phải bắt đầu từ cái đầu tiên trước. Bây giờ chưa ai biết ông là siêu nhân hết. Nhân vật phản diện xuất hiện khi mà có một siêu nhân xuất hiện đó. Nên là bây giờ mình phải đi tìm những cái gọi là những cái tình trạng gọi là khó ăn khó ở trong làng mình trước, như bị bắt nạt hay là bị cháy nhà đó, ông tới ông cứu số tin đồn làng mình có siêu nhân. Ơi, ông nói hay ghê quá, tức là mình phải giải quyết những vấn đề nhỏ trước rồi sau mới làm những vấn đề to đúng không? Đúng rồi. Wow, bây giờ tôi đi qua tôi kiếm tôi diệt Weibo nè. Weibo đâu? What? Weibo. La 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 la. Ủa cái mùi gì mà nó khét dữ ta? Ủa mùi gì vậy? Hả? Ủa sao cái chỗ nó bị cháy vậy? Chết rồi, nước đâu, nước đâu? À, chết rồi, có nước. Cháy, trời ai cứu tôi rồi. À, cháy nhà, cháy ôi, nhà, cứu tôi rồi. Cháy, cháy. Chị đâu dập lửa nữa. Cháy gì mà cháy ghê dữ à? Chỗ nó nổi làm gì mà sao cháy tôi luôn vậy? Trời ơi, nó nổi, dập lửa đi. Dập lửa. Dập lửa. Dập lửa đi, tôi mới làm xin cho tôi biết cái dập lửa. Bây giờ bộ giáp không có chức năng, có chức năng phun phun nước á. Ông nói đi. Tôi kiếm cái nút mà, ở đây cái nút này đâu? Cái nút này đâu? Trời ơi, cái nút ông nhập được không? Dập lửa, dập nổi. Trời ơi, em biết đâu, mới tập làm xin cho thực tập thôi. Trời ơi, siêu nhân phát ra. Bên đây nữa, dập đi. Ôi, còn hai người đập tay cho nhanh. Ok. Ai biết đâu, trời ơi, cũng đập cũng phải bỏ tu chứ trời, thiết kế cái nút thì mà ngay chỗ đằng mông ấn vô cái mông khó hiểu vậy. Trời ơi, ủa mà xem đập thì mà nhà bị cháy rồi hả? Trời đất ơi, rồi em nấu đồ ăn em quên tắt bếp sao nó cháy. Trời cảm ơn hai người nha. Thấy chưa, bất cẩn, sau này em có bất cẩn nghe nghe chưa? Các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Sau này các bạn nấu đồ ăn các bạn phải coi chừng bếp lửa chứ các bạn không có được như Simmy nha. Các bạn như Simmy là nó dễ gây cháy nổ vậy nha. Tao ông muốn nói gì vậy? Ông muốn nói cái gì vậy? Vậy ông nhìn tôi nè. Siêu nhân part time này ông thấy chưa? Hậu quả của ông không hướng dẫn tôi cách sử dụng làm tôi nãy xử lý suýt chút nữa thì cháy luôn nhà người ta rồi. Ôi nhưng mà cuối cùng ông cũng xử lý được, còn ai biết là cháy đâu, phải học từ từ với ông nội. Trời ơi, thế thì ông phải dạy tôi thật là kỹ chứ, biết đâu bộ giáp này khó sử dụng như thế. À quên, ông đi ạ, đi ạ. Dạ. Chào em. Giới thiệu với em, anh là siêu nhân Nhật. Ủa, bạn là siêu nhân á hả? Đúng rồi, anh là siêu nhân Nhật. Mời đến chào em. Team. Còn anh là trợ lý của siêu nhân Nhật. What? Trợ lý, cái đầu ông ấy, có bao giờ người ta thấy trợ lý không? Ông nhìn tôi đi. Đó, tôi không mà... Ê, tưởng là tôi không lộ mặt rồi, tôi giữ lời hứa nhưng mà tôi phải khoe thì người ta biết tôi là siêu nhân Nhật. Tôi quên mất tiêu luôn. Ờ, nhà chào Sim, đây là một người siêu anh hùng, anh mới quen người ta từ tỉnh khác tới, người ta tên là Vịt. Wow, thì ra anh là người cứu em hả? Đúng rồi, anh xin tự giới thiệu với em, anh là người cứu em. Đó, nếu mà không có anh xuất hiện ngày hôm nay, em biết không, ngôi nhà có thể cháy à, cháy một phát, cháy không còn gì hết luôn đó, em ghê chứ. Trời ơi, anh ghê quá à, thì sao thì nói chung sao anh cũng lại giúp đỡ em, em sẽ tặng cái bánh này. Không, anh không cần bánh, anh lấy chiếc bánh chữa cháy nhà 5.000 kim cương. Vậy ông nội đi ra đi ra đi đi đi. Cái gì vậy ba, ông làm siêu nhân thì nó ông đồ kim cương người ta không nổi. Đó, bây giờ mình đi làm siêu nhân chứ phải là mình đi làm từ thiện đâu, mà mình bây giờ dập nguyên cái đám cháy đấy, bây giờ 5.000 kim cương là còn rẻ, phải tôi là tôi đòi 10.000 á. Trời ơi, từ ba, cái này là mình làm những việc nhỏ chứ mà nó danh tiếng chứ không, hiểu không? Từ nào mình có danh tiếng lên rồi sao mà ông kiếm tiền sao, hiểu không? Đúng rồi, sau này mình đậu thì mình mới kiếm tiền được chứ bây giờ mình đang là siêu nhân nhà nghèo đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ông biết kiếm tiền mà giờ ông phải kiếm tiền bằng việc cứu người đâu. Tự nhiên cứu người xong rồi đi kiếm tiền từ việc cứu người, người ta gọi là bất nhân, tức không, hiểu không? Mình kiếm tiền được do ông nổi tiếng xong rồi á, ông sẽ kiểu đi đại diện hình ảnh cho 7 con vịt đó, xong rồi ông đi ông giới thiệu, mỗi lần mà người ta kêu ông giới thiệu á, ông đứng mặc cái quần cái xịp đen đen này nè, ông đứng chống nạnh, ông dựa vô tường kêu chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn đến một cái sản phẩm cực kỳ vip hả? Sai
ơi, sau này tôi mà nổi tiếng tôi đi quảng cáo là thương hiệu cho cám cò. What? Trời ơi, chứ bây giờ tôi là dịch, là mà dịch thì là gia cầm rồi, không đi quảng cáo cám cò với đồ ăn cho gia súc nhà nông thì quảng cáo cái gì? Thì nói chung là mình sẽ kiếm tiền qua cái việc quảng cáo này. Trước tiên là trời ơi, đi cứu người mà đi xin tiền ông nội, trời bận luôn á, bận lắm. Quên mất. Tại thấy con nhỏ đó nhàn trong cung giàu lắm nên là xin ít tiền, tháng này chưa ăn thì đói quá. Mẹ bánh kem là ba, không nói ông ăn xém tôi ăn rồi. Trời ơi, ông ăn được cái bánh kem này luôn là ông nhìn cái bánh nó đen thùi lùi, hôm nay nó nấu đến mức cháy cả nhà mà ông dám ăn luôn hả? Thôi tôi đem về tôi tái chế cũng được. À, cứu tôi với! Ai đã giúp tôi với? Trời ơi, có ai đã giúp tôi không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi! Ôi, gì đây nghe vậy? Ê, tôi nghe thì cái giọng gì á, có ai mà người ta la lên mà la thảm thiết thế vậy? Hình như bên nhà ông cái ngon kìa, qua cô. Ai đã giúp tôi? Là bơn, giúp tôi với. Tội gì la căng gì ba, la căng vậy? Tội gì vậy? Trời ơi, giúp em với, giúp em với. Trời ơi, vô gì vậy? Ôi, vô gì vậy? Ai nằm đây rồi rồi? Vô gì vậy? Ai? Giờ đây, nó bị gì kìa, giờ đây, bế nó lên dịch. Sao mà tôi bế nó được? Ai vậy vậy? Mấy ba, lại quà ba. Tôi bị béo phì, tôi không đổi, giúp cái đi. Nãy nó tính gà, nãy nó kêu cái ẹt cái em tưởng nó thăng rồi anh. Trời ơi, bây giờ nó kêu cái ẹt cái mà tưởng nó đi luôn rồi, hóa ra là nó nằm đây nó mập quá, nó ăn no, nó không đứng dậy nổi mà nó la lên giống như kiểu là nó bị chuẩn bị đi cấp cứu á. Ừ, đúng rồi. Thì mình tự nhiên có con gì, con trộn màu vàng vàng ở đây là ai vậy? Trời ơi, ông nhớ ông giấu tên. Quên. Giới thiệu với Cai, đây là siêu anh hùng Cai, đây là siêu anh hùng mới của làng mình, tên là siêu anh hùng Dịch. Vậy đây là tôi Dịch hả? Phải gọi đầy đủ chính xác họ tên, siêu nhân Dịch. Siêu nhân Dịch đấy. Ủa nhưng mà Hồng nhìn không giống con Dịch vậy chơi, gì giống con tròn vậy? Quá cay. Tao lao, con ở đây nó nằm, nó mập, nó ngồi đây luôn đi. Siêu nhân không giúp người kìa trời. Trời ơi, giờ nó la dữ quá vậy, anh nó giúp họ vậy trời. Chưa thấy thằng nào mà nó nhờ siêu nhân, mà nó nhờ theo kiểu khủng bố tinh thần vậy luôn. Bây giờ biết sao giờ anh bị mà ai nói nghe nha, bây giờ mà anh không giúp nó đi đồn xấu với anh á, xong rồi là anh không có quảng cáo đâu. Thế làm sao người ta mời mình đi quảng cáo cám cò được đúng không? Đúng rồi. Trời giờ, ơi, mấy ba nó nhiều quá mấy ba. Bây giờ trước đó làm sao, bây giờ nó mập này ai bê nổi. Ê, ông là siêu nhân mà. Trời ơi, siêu nhân đâu phải là siêu nhân, cái gì cũng bê được đâu. Siêu nhân thì người ta bê được nhà này, bê được đất, bê được đá. Đây tôi đã học cái gì đâu trời. Tôi chỉ nè, ông mò sao cái mông ông á, ông thấy có cái nút màu vàng vàng mà kiểu nó cứng cứng lên đâu. Có. Bấm vô. Rồi, thế thôi. Bấm vô, xong là bây giờ ông bê thử đi, bê thử đi. Đó. Wow. Trời, bê được luôn rồi. Trời ơi, đúng là siêu dân tròn mà. Rồi, ông. Cái này là, cái nút này là có thể cho ông sức khỏe hơn người, nhưng mà chỉ được 10 phút không nội. Ông đi nhanh lên không, nó đè ông đẹp dí ông nội. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi, tôi gần. Nhanh lên, đưa đi bệnh viện. Nhanh. Trời ơi, đi bộ mệt quá rồi. Bị ông cho tôi bộ giáp của cái cánh này mà ông chỉ tôi cách bay đi, bắt tôi đi bộ hoài vậy. Trời ơi, ông phải đi bộ để tập thể dục với sao chứ khỏe dồi dào với ông nội. Ông bay hoài vậy, ông bị thụ động á, biết không? Trời ơi, tôi mới làm siêu nhân part time mà tôi đã làm siêu nhân toàn thời gian đâu mà ông không chỉ cho tôi, không thương tôi gì hết á. Bây giờ nghĩ xem là bây giờ nó nãy bê cái thằng cây ong á, trời ơi cây ong bự quá trời đất luôn á, mà nó mập với chứ bây giờ tôi bê với tay nó đang đau này. Đau quá. Trời ơi, ông dùng sức mạnh mà tay còn đau luôn hả? Trời ơi, đây là siêu nhân part time, nói rồi mấy lần rồi, mới làm siêu nhân ngày đầu tiên làm sao chuyên nghiệp được. Trời ơi, các bạn thấy chưa, ăn béo phì lên là nó sẽ có rất là nhiều cái hại nha, mà người ta lại khó đưa các bạn đi bệnh viện nữa, mà các bạn khó đi khám nữa, nên là các bạn phải ăn tiết chế, ăn cho nó có liều lượng thôi. Dịch này em thấy Dịch cũng hay ăn, gọi là ăn mất kiểm soát lắm nha, muốn ăn điều chế. Mất dạy thì người ta body ngon nghẹ nè, bụng là sắp có múi rồi nè, chưa thấy thôi chứ còn dăm ba hôm nữa làm siêu nhân thêm 1-2 hôm nữa là có múi liền á. Trời ơi, các bạn thấy không, nên là các bạn phải ăn tiết chế lại nha, không được ăn quá nhiều nha, béo phì là xấu, là nhiều bệnh lắm á, nên là các bạn phải ăn điều tiết cái bữa ăn của mình lại, biết không các bạn? Trời ơi, nói nhiều làm gì nữa rồi, hôm nay tôi quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ viết đơn xin nghỉ học luôn. Ôi vậy xin nghỉ học nội. Trời ơi, xin nghỉ học đi làm siêu nhân phê hơn. Trời ơi, mình cứu người ta khen mình đẹp trai quá trời luôn. Trời ơi, ông nha, ông bỏ suy nghĩ cho tôi nha, ông mà có suy nghĩ bỏ học tôi lấy lại bộ giáp á, tôi không cho mặt đâu. Trời ơi, tôi nói ông là bây giờ siêu nhân á là chỉ cần gọi là sức khỏe mạnh thôi, các thứ là chúng ta có thể bê được đá, vác được núi, băng qua được biển, vậy là thành siêu nhân rồi, thì học làm chi trời. Trời, nhưng mà tôi nói ông nghe nha, bây giờ ông có sức mạnh nhưng mà ông không có trí khôn,
thì ông sao là ông siêu nhân được, lỡ sao ông bị mấy thằng gọi là tội phạm nó kiểu nó có chí khôn lớn, nó tính kế hoạch nó hại ông rồi sao? Ông chưa tính cái chuyện đó hả? Tính ra là mình phải thông minh, mình phải học thật nhiều để mình biết là cuộc sống này nó có những kiến thức gì, không thì đến lúc mình gặp mấy thằng tội phạm mà được học sinh giỏi là nó lừa mình chết. Đúng rồi, học không bao giờ hư. Ông bỏ cái suy nghĩ này ra chúng nó luôn. Rồi chơi luôn, bây giờ tôi về tôi làm siêu nhân part time của một nửa thời gian tôi đi học nè. Ok, ơi dạ dạ tôi, ai nhớ trả tôi bộ giáp đây, tôi đánh bóng lại vậy tay. Hả? Trả lại bộ giáp à? Trả lại bộ giáp này, trời ơi, nói gì đâu, mặc bộ giáp được có một ngày đã đòi lại rồi, gì ơi, gì kì bo. Trời ơi, tôi đem về tôi nâng cấp lên chứ ông muốn làm siêu nhân gà như hoài hả ông nội? Phải nâng cấp lên, ấy ông xem có cái cách nào mà nâng cấp cho tôi mấy cái tính năng hay nha. Mấy cái tính năng mà ví dụ nhìn xuyên tường á. Ông nhìn xuyên tường gì, ông có ý đồ xấu gì? Xấu gì mà xấu, đó tôi nhìn xuyên tường để tôi ngồi trong nhà mà tôi canh được bên ngoài á. Buổi tối tôi sợ ra ngoài, tôi sợ ma lắm. Tôi ngồi trong nhà mà tôi vẫn canh được bên ngoài xem có thằng nào nó định quấy phá gì mình không thôi. Ông nghĩ gì ạ? Ok, rồi, nhớ về chứ phải à. Ok, thôi về nâng cấp giáp cho vậy trời.